Xin chào các bạn, mình đã có dịp sử dụng cái chiếc Samsung Galaxy S20 Ultra trên tay mình đây được khoảng một tuần. Và trong cái video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em xem về cái thời lượng pin của nó như thế nào. Cái bài test pin này sẽ rất là khác so với tất cả những cái bài test pin mà mình đã thực hiện ở trên Tinh Tế cũng như là những cái bài trước đó của Tinh Tế nói chung. Đây là một cái bài mà mình muốn thử nghiệm xem mình có nên tiếp tục áp dụng cái quy trình này hay không. Và nếu anh em thấy nó hợp lý thì anh em hãy comment bên dưới xem nó như thế nào. Cụ thể là như thế nào, mình sẽ nhận cái máy này và cài đặt tất cả những ứng dụng mà mình cần vào để sử dụng nó như một cái chiếc máy bình thường của bản thân mình. Tất cả những cái thiết lập về độ sáng, về âm thanh sẽ được tùy chỉnh theo cái thói quen của mình, tùy vào cái điều kiện môi trường. Ví dụ như là khi mà vào trong tối thì mình sẽ điều chỉnh cái màn hình nó thấp hơn một chút. Và khi đi ra ngoài sáng thì mình sẽ kéo màn hình nó sáng lên. Rồi âm thanh thì lúc to lúc nhỏ tùy vào cái hoàn cảnh môi trường lúc đó mà mình sẽ để cho nó phù hợp, sao cho mình thoải mái nhất có thể. Tại sao lại như vậy? Tại vì trước đây cái quy trình test pin của Tinh Tế là bọn mình luôn thiết lập độ sáng màn hình ở mức 200 nits và âm thanh thì duy trì ở mức 50%. Bọn mình sẽ thực hiện lần lượt tất cả những cái tác vụ mà cụ thể nào đó, ví dụ là 5 tác vụ, và lặp đi lặp lại cho tới khi nào mà nó hết pin thì thôi. Để làm gì? Để chúng ta tất cả những cái máy như vậy khi mà mình nhận vào, mình test đều sẽ cho ra một con số, và cái con số đó nó có cái tính so sánh giữa các máy với nhau. Nhưng mà hiện tại mình cảm thấy cái việc đó nó không còn một cái giá trị tham khảo về cái sử dụng thói quen hàng ngày của chúng ta nữa. Cho nên là mình bắt đầu mình cảm thấy là mình cần phải thay đổi và mình thử nghiệm nó ở cái Galaxy S20 Ultra này, là cái chiếc máy đầu tiên. Như đã nói lúc nãy, mình sẽ sử dụng cái chiếc máy này như là một cái thiết bị của mình, với một cái thói quen của mình là thí dụ như là chơi game, xem YouTube hay là thỉnh thoảng lướt Facebook, lướt web gì đó. Đó là những cái thói quen của mình. Tất nhiên sẽ có những cái bạn có những cái thói quen khác, ví dụ là họ cần quay phim nhiều hơn, họ cần chụp hình nhiều hơn. Nhưng mà về cơ bản mình nghĩ là cái thói quen sử dụng của mình nó cũng ở một cái khía cạnh nào đó nó sẽ tương đồng với rất nhiều anh em trên Tinh Tế hiện nay. Riêng đối với cái Samsung Galaxy S20 Ultra này thì trước khi nói về những kết quả này kia thì mình có hai cái điều muốn lưu ý cho anh em. Đó chính là trong quá trình test mình, cái chế độ dark mode mình sẽ được thực hiện theo thiết lập tự động của máy, nghĩa là khi mà ban ngày thì nó sẽ tự động mở lên cái chế độ trắng bình thường, và khi mà vào ban đêm thì nó sẽ tự động kích hoạt cái chế độ dark mode lên. Và khi mà vào chế độ dark mode thì nó sẽ dịu mắt của chúng ta hơn khi mà chúng ta sử dụng nó vào ban đêm, cũng như là nó sẽ tiết kiệm pin hơn. Bên cạnh đó thì cái màn hình này mình cũng để thiết lập ở cái tần số quét là 120Hz chứ không để ở mức 60Hz, để cho nó thoải mái với nhu cầu sử dụng của mình. Cái công cụ để mình có thể tiến hành theo dõi và đo đạc cái mức tiêu hao pin của máy là nó sẽ được thiết lập sẵn ở trong phần cài đặt của điện thoại luôn. Tại sao mình lại sử dụng hai cái phần đó? Cụ thể nó là cái gì? Nó là cái phần chăm sóc thiết bị thì nó có một cái mục pin để chúng ta theo dõi về cái mức tiêu hao pin của từng ứng dụng khác nhau. Ngoài ra thì còn có một công cụ khác, đó chính là một cái phần để theo dõi cái thời gian sử dụng của từng ứng dụng khác nhau. Thì tại sao mình lại dùng hai cái? Tại vì mỗi một cái mình không hiểu lý do vì sao mà nó lại cho ra hai con số khác nhau. Về cơ bản là mình thấy nó cũng không có chênh lệch quá nhiều, nhưng mình cũng cung cấp đầy đủ cho anh em để anh em có cái nhìn nó cụ thể, nó khách quan nhất. Thì mình đã tiến hành đo đạc trong vòng 3 ngày liên tục, và cái thời gian dao động on-screen á, cụ thể là khoảng 3 đến 4 tiếng. Và cụ thể như thế nào thì bây giờ mình sẽ chia sẻ. Thì ở cái ngày đầu tiên mình đã sử dụng nó, nghĩa là mình đã sạc nó đầy pin và bắt đầu từ 0 giờ mình đã rút sạc và sử dụng nó. Thì mình có một thói quen là trước khi đi ngủ mình hay thường lên YouTube hoặc là Netflix gì đó để mình coi phim, coi những cái nội dung trên YouTube. Và cụ thể trong trường hợp này, trong 3 cái ngày mà mình tiến hành đo đạc nó thì mình sử dụng cái dùng YouTube để coi một cái gì đó trước khi mình đi ngủ. Thì bắt đầu từ 0 giờ mình đo đạc suốt một ngày thì đến 19:30 của ngày hôm đó là máy đã hết pin. Nghĩa là trong ngày đầu tiên máy on screen được 3:32 hoặc là 3:36 tùy vào những cái phần mềm. Mình sẽ đưa những cái bức ảnh lên để cho anh em xem là cái hệ thống nó đã đo đạc như thế nào. Chuyển qua cái ngày thứ hai thì cũng một cái thói quen như vậy, mình tiếp tục sạc đầy và rút sạc vào lúc 0 giờ. Thì đến 16:16 ngày hôm đó thì máy đã hết pin rồi. On screen được 4:02 hoặc là 3:47 tùy vào hai cái hệ thống khác nhau mà nó đo đạc cái số liệu khác nhau. Tới ngày thứ ba thì mình bắt đầu sử dụng nó như một người bình thường, nghĩa là mình sạc được qua đêm, sạc đầy pin của máy cho đến lúc khoảng mình nhớ là 7 giờ sáng thì mình rút sạc và
sử dụng đến 8:30 tối thì máy đã hết pin, và lúc này on screen là 3:12 hoặc là 2:51. Thì trung bình lại thì chúng ta có thể thấy là máy có thể on screen được đâu đó vào khoảng 3-4 tiếng với cái nhu cầu của mình. Và mình cảm thấy là cái nhu cầu của mình nó cũng rất là bình thường, rất là cơ bản chứ nó không quá nặng nề. Nhìn chung thì với cái nhu cầu của mình, cái viên pin 5000 mAh của Samsung Galaxy S20 Ultra thực sự là tỏ ra hơi đuối. Mặc dù có cái viên pin mang dung lượng rất là lớn nhưng mà nó phải gồng gánh một cái cấu hình rất là cao, kèm với đó là với cái thiết lập màn hình 120Hz thì rõ ràng là nó ảnh hưởng đến cái việc tiêu thụ pin rất là nhiều. Những anh em nào mà muốn kéo dài thời gian sử dụng pin của máy thì có thể sử dụng những cái chế độ tiết kiệm pin, hoặc là giảm cái độ phân giải màn hình xuống, hoặc là giảm cái tần số quét xuống ở khoảng 60Hz, thì lúc này mình nghĩ là cái thời gian sử dụng pin nó sẽ kéo dài ra. Nhưng mà thực tế mà nói, mình đã cố gắng để kéo dài thời gian sử dụng pin ra nhưng không thành công. Tại sao? Tại vì mình không thể nào sử dụng lại cái màn hình 60Hz, tại vì mình đã quá quen với cái màn hình 120Hz rồi. Cho nên là khi mà mình đã sử dụng rồi thì buộc lòng mình phải tiếp tục sử dụng cái màn hình 120Hz đó. Mình không thể kìm hãm lại cái sự sung sướng của bản thân khi mà sử dụng cái màn hình có tần số quét cao như vậy. Rất là sướng mắt, rất là đã. Không việc gì chúng ta phải cố làm khó bản thân cả. Nói tới pin thì cũng không quên nhắc về sạc. Và bây giờ mình sẽ nói về cái thời gian sạc của máy. Về cái thời gian sạc thì mặc dù có cái viên pin lớn lên đến 5000 mAh, nhưng mà nhà sản xuất họ lại trang bị cho máy công nghệ sạc nhanh 45W. Tuy họ không tặng kèm cái cục sạc đó theo máy, nhưng mà mình nghĩ đó là một cái sự đầu tư rất là đúng đắn. Với cục sạc 45W này thì cái thời gian sạc máy từ lúc cạn pin tới lúc đầy thì chỉ đâu đó khoảng hơn một tiếng một xíu thôi. Khi mà cái tốc độ sạc nhanh như vậy thì nó lúc bây giờ cái việc mà thời gian sử dụng pin của máy nó có hơi yếu, nó cũng không trở thành một cái vấn đề gì đó quá to tát. Rồi thì đó cũng là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ cho anh em về cái thời gian sử dụng pin thực tế của cái Samsung Galaxy S20 Ultra này. Nếu anh em thấy cái quy trình này nó hợp lý và cái video này hữu ích thì nhớ bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của Tinh Tế. Bây giờ thì xin chào và cảm ơn các bạn, mình là Minh Chiến ở đây trên mạng xã hội Tinh Tế.vn.